Hello, chào anh chị em. Hôm nay buổi trưa mình có hẹn đi tới cái dental, cái chỗ mà làm răng, cái dental clinic của bộ cựu chiến binh á, cái VA Veteran Affairs, để mình làm gặp bác nhà sĩ để hoàn thành cái phần 2. 6 tháng trước mình có đi mình đi làm chồng răng đó, thì phần 1 là họ khoan cái lỗ rồi họ đã giữ ở đó. Rồi 6 tháng sau khi mà nó lành rồi đó, cái lỗ mà để chồng răng giả vô cái hàm mình nó lành rồi đó. Bây giờ hôm nay phần 2 thì mình tới đây. Người ta lấy cái impression đó, người ta bỏ cái chất mà giống như mà đất sét giả đó, người ta bỏ nhân tạo đó, người ta bỏ vô miệng mình để làm cái impression, để làm cái răng giả. Rồi 2 tháng nữa, tháng 8, giữa tháng 8 mình phải trở lại để họ để cái răng giả vô. Thôi bây giờ mình chuẩn bị vô trong để gặp ông nhà sĩ của cựu chiến binh, cái VA Dentist. Và một chút ra về nhà mình sẽ nói chuyện về răng cỏ, với lại chuyện insurance về răng cỏ, với lại về y tế cho những người đã về hưu. Ok, chào các bạn, một chút gặp lại nhé. Hello, chào các anh chị em trên YouTube again. Chiều mình có đi lại cái appointment với ông nhà sĩ ở cái văn phòng nhà sĩ thuộc bộ cựu chiến binh mà VA đó, để làm cái phần 2 cho cái việc chồng răng của mình. Tại cái răng của mình hồi xưa mình lúc đó mình mới sẵn, mình ngu quá, mình không biết, mình nhổ đi cái răng, hồi đó nó bị sâu răng mà mình không biết, mình nhổ cái răng, không có biết đi chám lại, không lấy tủy rồi chám lại. Thì các bạn biết mà, hồi xưa Việt Nam thời cuối năm 70-80 đó, nhà nghèo thì cái chuyện mà bảo trì cái răng, mà đi clean răng đâu có chuyện đó đâu. Thì hồi đó mà mỗi lần mà răng đau, mà răng nhức là hay là lung lay đó, là thường thường gia đình cột sợi chỉ vô cái răng gì, xong rồi nói nhìn lên cái nóc nhà, cái lúc mình busy bận cái nhìn lên cái nóc nhà giật răng cái đó, là cái cách bảo trì răng ở Việt Nam, không chứ đâu có nhà sĩ đâu mà đi. Được, cũng không có tiền đâu mà đi. Sang bên đây thì lúc đầu thì không có ai chỉ dẫn mình, mình không biết cái chuyện đó. Rồi mình sang đây theo cái diện bảo lãnh thì cũng không có được hưởng tiền trợ cấp hay là Medicare về y tế đó. Mình đi làm phát báo có một số tiền rồi, như năm 87 cái răng của mình nó nhức kinh hồn. Mình tự gọi văn phòng nhà sĩ tiếng Anh, tiếng biết tiếng không, bập bẹ nói tao rằng tao đi nhổ răng, đúng không? Mình cũng không biết tiếng Anh nhổ răng là gì, sao nè, mà nó biết nhổ răng là lấy răng ra, nó gọi là tooth extraction. Mình lúc đó đâu có biết chuyện đó đâu, mình chỉ nói là tao muốn lấy cái răng nó ra thôi, không? Rồi mình tới mình nhổ răng, lúc đó năm 87 mình nhớ là lúc đó khoảng một cái giá mình nhổ răng là 150 đô. Rồi bây giờ chắc mình nghĩ chắc cũng 350-400 đô rồi. Cái tiền năm 87 với bây giờ nó khác xa nhau. Mình muốn nói chuyện về cái chuyện về y tế, medical, hay là về răng cỏ là dental đó. Ở đây thì mình về hưu rồi, mình có insurance, mình phải mua insurance cho mấy cái chuyện đó.
Rồi mình sẽ kể cái chuyện dental, răng cửa trước ha. Bây giờ đó, hồi xưa mình trả mỗi tháng cho gia đình á, nguyên cái family á, tại mình có ba đứa con dưới 23 tuổi, rồi bà vợ thì rồi mình nữa, thì mình mua cái family plan luôn. Thì chỉ trả hồi xưa lúc còn trong lính mà đi hiện dịch đó, còn active duty đó, là mình chỉ trả khoảng chừng 30 đô một tháng cho cái gia đình family plan. Còn bây giờ về hưu rồi đó, mỗi tháng mình phải trả cho gia đình family plan là cái tiền bảo hiểm về răng là bây giờ là 62 đô. Nhưng mà mình có một cái phần đặc biệt nữa là tại vì sau hơn 27 năm, 27 năm rưỡi phục vụ á, thì hồi xưa mình vô lính thì khỏe mạnh, với một cái sức khỏe là 100%. Còn bây giờ ra lính rồi đó, khi mà mình ra lính đó, mình có đủ thứ bệnh hết. Bởi vậy cựu chiến binh, bộ cựu chiến binh là VA đó, Veteran Affairs Department của Mỹ đó, nó nhìn thấy cái hồ sơ bệnh án của mình đó, nó cho mình cái rating là 100% permanent and total disabled. Có nghĩa là bây giờ coi như là mình là coi như là bị 100% thương bệnh binh là vĩnh viễn luôn đó. Thì nếu mà một người cựu chiến binh mà có cái rating đó, 100% trở lên á, thì bộ cựu chiến binh sẽ bao sẽ bao tiền y tế và cả về răng nữa. Mình thì y tế thì mình không 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 có dùng bộ cựu chiến binh. Để một hồi mình nói về cái phần y tế mình sẽ nói sao. Mình chỉ dùng về răng thôi, không? Tại vì răng á, mình trả insurance mỗi tháng là 62 đô, nhưng mà có nhiều nó chỉ cho mình là coi như nếu mà chạm mà đi nha sĩ ở ngoài á, thì một năm mình chỉ được clean răng á, coi như là đi đi clean, đi tẩy răng rồi đó, là chỉ được có 2 lần thôi. Còn những cái khâu mà về giống như chồng răng hay là mổ hay là lấy tủy á, là thường thường thông thường mình phải chịu tới 50%, không? Coi như là nha sĩ chạc 100 đô, 1.000 đô chứ. Nếu mà nha sĩ chạc 1.000 đô thì mình phải trả 50%, 500 đô. Nhưng mà vì mình có được 100% thương bệnh binh đó, disability đó, mình đi vô trong cái những cái văn phòng nha sĩ của trực thuộc Bộ Cựu chiến binh Mỹ VA đó, thì họ tài trợ hết luôn, coi như là mình không trả một đồng xu nào hết. Thì bởi vì mình mới mới dùng cái VA clinic, dental clinic. Còn bây giờ mình nói về y tế ha. Y tế thì lúc trong lính á, thì coi như là trả rất là ít tiền về y tế, mỗi tháng trả rất là ít. Nhưng mà khi về hưu rồi thì khác. Khi về hưu thôi rồi thì mỗi tháng, mỗi năm chứ, một năm mình đóng khoảng 565 đô. Nói thật thì 565 đô rất là rẻ, nó không có đắt gì. Tại vì mình biết nhiều người bạn ở ngoài dân sự đó, họ bây giờ họ bị bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế, thì có khi có gia đình phải trả một tháng tới 1.000 đô, còn mình trả một năm là chỉ 565 đô thôi. Bởi vì mình không không có phàn nàn gì về cái chuyện đó hết. OK, về về y tế đó thì nó có nhiều cái điểm để mình mà nói ra thêm. Cái bảo hiểm y tế là mình theo cái một cái mình mua từ một cái công ty,
Nó gọi là cái chương trình nó gọi là TRICARE ha, TRICARE, mà nó subsidize đúng không, nó tài trợ do chính phủ, bởi vì mình trả rất là ít đúng không, một năm chỉ trả có 565 đô thôi. Mà mình mà đi những cái clinic hay là bệnh viện trong cái hệ thống mà của TRICARE đó, hay là quân y viện đó, thì mình không có trả 30 đô mỗi lần mình gặp bác sĩ. Mà nếu mà mình gặp bác sĩ ở ngoài á, thí dụ như mình bị đau vai hay là đau cái xương cổ, mình phải đi mổ, mình phải gặp bác sĩ specialty ở ngoài đó, thì phải đóng mỗi lần mình gặp bác sĩ là cái chi phí nó gọi là copay đó, là khoảng 36 đô một lần gặp bác sĩ. Mà nếu mà đi gặp bác sĩ trong cái network mà của quân y hay là của TRICARE đó, thì mình không trả đồng nào hết. Và tiếp nữa là tiền thuốc, không bây giờ mình có đủ loại bá bệnh đúng không, mình là trong cái gọi là high three club đúng không, cao máu, cao mỡ, cao đường, thì mình phải có cần thuốc tiểu đường, rồi mình bị nhức đầu này nọ đó, thì bởi vì cái thuốc nhiều khi nhiều cái loại thuốc đó rất là mắc. Nhưng mà mình thường thường á, mà khi mà chẩn bệnh xong rồi rồi trị liệu đó, bác sĩ cho to đó, thì mình lại những cái pharmacy trong quân y đó mình lấy thuốc, thì thuốc là không có tốn tiền không. Và cái quan trọng như vậy là bởi vì cái đó là cái lý do chính, là một trong những lý do hàng đầu là mình chọn cái thành phố San Antonio này. Tại vì ở đây nó có hai cái quân y viện, một cái của Army, bộ binh nó rất là nổi tiếng, ở đây cái bệnh viện Brooke Army Hospital ở San Antonio. Ở đây thường thường những người quân y sĩ, bác sĩ về quân y hay là những y sĩ mà trước khi mà ra đơn vị họ đều tới đây để thụ huấn hết, không? Ở cái bệnh viện quân y viện Brooke Army Hospital nó cũng có một cái trung tâm là chuyên về coi như là giải phẫu về những người mà bị thương đó, hay là bị cháy nữa, không? Nó gọi là burn center đó, bị cháy đó. Là cái quân y viện ở Brooke Army Hospital ở đây là nổi tiếng về cái chương trình đó. Nói chuyện về y tế nữa, mình bây giờ các bạn thấy cũng già rồi, về da mặt nhăn nheo hết. Bởi vậy mình phải lâu lâu 3 tháng mình phải đi check Botox một lần để căng cái da mặt. Giờ nói thật nha, hồi nãy là nói giỡn. Thì mình bị nhức đầu kinh niên, nó gọi là migraine, chronic migraines. Lúc trước khi chích Botox mình cứ hình như là 2 3 lần một tuần là mình bị nhức đầu như là búa bổ vậy đó. Mà đi khám bác sĩ rồi đi chụp hình MRI đó, họ mới họ thấy cái MRI chụp 2 3 năm về trước á, là nó bình thường, nó không có cái gì hết, không? Rồi bây giờ năm ngoái mình mới đi chụp lại á, thì nó có nhiều cái chất trắng như là white matter ở trong cái não của mình á. Bạn biết chất xám là thông minh gì? Bây giờ cái đầu của mình chất xám càng ngày càng xuống, mình giảm thông minh. Bởi vì giờ còn có chất trắng không, không có chất xám nữa. Thì mình bị nhức đầu như vậy đó. Thì họ mới bác sĩ mới cho mình hai cái options, không, hai cái đường trị liệu đó. Một là đi châm cứu. Mình thì thật sự không có thích châm cứu. Ô mà cái châm cứu đó, cái TRICARE, bảo hiểm TRICARE nó không có cover, cái nó không có trả, nó không có bao cái tiền đó. Mình châm cứu phải đi ra ngoài, đi mấy cái văn phòng đông y sĩ đó để mình châm cứu. Mình thì cũng không thích kim chích vô đầu mình, bông mấy chục cái kim chích vô đầu mình. Cái option thứ hai nữa là đi chích Botox. Nhưng mà chích Botox á,
là mỗi tháng cứ 3 tháng mới chích một lần, mà mỗi lần như vậy là 32 mũi kim nó đâm ở trán, rồi ở bên hông cái đầu, rồi ở đằng sau, rồi hai cái ở hai vai, không vô mấy cái dây gần đó, dây thần kinh. Thì chích thì cũng đỡ. Hồi xưa mình nhức đầu 2-3 lần một tuần, bây giờ cái trận nhức đầu thì nó 1 tháng có một lần, không, thông thường thì 1 tháng một lần. Đôi khi mà cái lúc mà sang tới tháng mà 2 tháng rồi 3 tuần đó, cái tuần cuối cùng á, nhiều khi mình bị giống như dân nghiện á, rồi bị nó gọi là bị trọ đó, bởi vì khi mà cái thuốc nó hết rồi đó, gần hết cái tháng thứ ba là bắt đầu mình sẽ bị nhức đầu lại. Mỗi lần mình nhức đầu như vậy giống như cái búa bổ á, mình chịu không nổi. Thì bởi vậy họ mới cho mình cái Botox treatment plan. Ok, chuyện y tế với răng cỏ là như vậy thôi. Thì nói thật mình đó thì bây giờ mình nghĩ lại không? Vì mình già rồi mình nghĩ lại không? Dù mà bây giờ mình có đau vậy, mình cũng không bao giờ mà coi như là cảm thấy hối hận tại sao mình đi đi lính mà chọn cái nghề của ông già ông nội mình, phải không? Mình lúc nào cũng proud á. Mình rất là muốn sức khỏe đầy đủ, phải không? Nhưng mà cái chuyện ở trong lính hồi xưa không phải mình chơi bời rồi bị bệnh hậu, phải không? Nhưng mà tại hồi xưa mình tập dữ quá, phải không? Mình chạy rất là nhiều, rồi mình tham gia chiến trường, rồi mình lúc đầu thì pháo binh, phải không? Phải giác pháo, mấy cái viên pháo rất là nặng. Rồi lúc lên sĩ quan mình cũng chạy, mình chạy một tuần chạy cũng 5 lần, mà mỗi lần này cũng thường thường 4 đến 5 dặm. Nhưng mình nói thật thì mình lúc nào cũng không không có cái vấn đề, không có ân hận. Mình đi lính như vậy rồi cái sức khỏe giờ mình ra sao. Thì nếu mà mình ở ngoài thì đi ra lính sớm sau 4 năm phục vụ, mình không biết sức khỏe mình, chắc có thể nó cũng như vậy. Thì mình thấy ai tuổi già giống như chiếc xe hơi đó bạn, thì chạy 5-10 năm thì cuối cùng cũng phải hư thôi, phải không? Ok, chuyện là thế. Thì thôi, chào các bạn. Hẹn cái clip kỳ tới mình sẽ kể tiếp một đại đề tài khác. Ok, xin chào anh chị em.